Lang Thang Nha Trang xin được mến chào quý ông bà, cô bác, cô chú, anh chị, các bạn cùng trở lại với kênh YouTube trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hiện nay là buổi trưa 12:30, em đang ở khu vực bên phía bắc của thành phố Nha Trang. Ở đây là ngay cái chỗ hải đảo ngày xưa luôn thưa quý vị. Ngay đoạn giữa chỗ cầu Hà Ra đi đến cầu Sấm Bóng và có một cái đường luồng nhỏ rẽ qua đây. Quý vị đang nhìn thấy một cái bến neo đậu những chiếc tàu, chiếc thuyền, thậm chí có cả cano du lịch nữa. Đứng đây nhìn rất rõ qua khu vực cây cầu Sấm Bóng mới, nhìn rất rõ qua Tháp Bà và nhìn rất rõ qua khu Chamber Island, ngày xưa là hải đảo. Rất là đẹp luôn thưa quý vị. Ở đây là một cái ngôi nhà và có một cái view hết sức là mát mẻ và thanh bình. Nhà của bà Tư bán xôi. Bà Tư bán xôi ngay cái đoạn dưới chân cầu Sấm Bóng phía bên cầu Hà Ra đó quý vị. Ở đây quý vị đang thấy mấy cái sàn gỗ kiểu như nhà chò ngày xưa đó. Bên kia là khu vực đi ra chỗ neo đậu tàu thuyền. Ở đây thích hợp với lại những cái chỗ river tour, những cái tour mà đi dọc theo dòng sông cái. Quý vị cũng có thể đi bằng cano và du ngoạn những vị trí trên sông cái này cũng rất là thú vị. Và thậm chí từ đây có thể đi ra đảo. Ở đây phải băng qua sông cái ra cửa biển rồi đi về hướng Vĩnh Trường, chỗ cửa bé, rồi sau đó ra đảo Chí Nguyên hoặc là những cái đảo khác cũng bằng cano. Và ngay tại đây thì cũng ít người biết lắm quý vị. Ở đây là một cái căn nhà của bà Tư bán xôi kiểu nhà sàn. Ở đây rất là mát mẻ luôn, một cái view hết sức là đẹp mắt. Và hôm nay em sẽ xuất phát từ vị trí này đi về phía bên xóm đường Phan Văn Vũ để gặp gỡ một gia đình. Gia đình thì có bà ngoại thì nằm một chỗ cũng lâu rồi, có một người anh bị tai biến và một người em gái bị khờ và hay đẩy cái chiếc xe đi lượm rác. Và lúc trước chị ấy hay ngồi bán thuốc lá ở chỗ giáo xứ Ngọc Thanh đó quý vị. Bây giờ thì lượm rác có vẻ như lượm nhôm nhựa có vẻ như là được giá hơn, nên chị đã không còn bán thuốc nữa mà chuyển qua đi lang thang và đi lượm. Trong cái những ngày này đó quý vị, đi lang thang ngoài đường cũng thật sự là không tốt đâu. Có những lực lượng chức năng là họ sẽ tưởng là người cơ nhỡ lang thang sẽ đưa về nơi tập trung để mà chăm sóc, nơi bảo trợ xã hội. Ở đây là nhà của bà Tư bán xôi. Buổi sáng bà Tư bán ngay cái góc đường đây, tại vị trí này. Và bà Tư thì kho cá cơm cay rất là ngon. Có rất nhiều những cô chú anh chị trở về thăm quê hương hoặc là đến với Nha Trang cũng đã từng một hai lần ghé qua ăn xôi của bà Tư và cho lại cái cảm nhận thật sự là rất là thích thú. Thậm chí là mua cả son cá kho để mà về nước ngoài, về cái nơi của họ sinh sống để ăn luôn thưa quý vị. Hôm nay em mang đến sự yêu thương từ các cô, đó là cô 5, cô 6 và cô 8. Cô 5, cô 6 là ngày xưa ở xóm Cục Cỏ, các cô ở Mỹ, còn cô 8 thì ở New Zealand. Cô muốn tặng quà Tết đến hai gia đình, trong đó là gia đình mà em vừa mới nêu ra, còn một gia đình nữa đó là cái cô đi lượm ve chai mà bị đau lưng ở bên chỗ Phong Châu và Lê Hồng Phong đó quý vị. Nuôi một người mẹ cũng nằm một chỗ lâu rồi. Lúc trước thì có nuôi một người em, nhưng mà người em sau khi qua một cái kênh YouTube khác, em cũng đã biết được là chú cũng đã qua đời. Thật sự rất là xót xa khi biết được cái tin này. Ngày hôm nay đó là ngày 23 tháng Chạp. Tại vị trí này cũng vẫn chưa có bày bán hoa Tết nhiều thưa quý vị. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, khi học sinh nghỉ học thì chắc chắn cái khu này sẽ rất là đông đúc và nhộn nhịp bày bán hoa Tết. Và hiện nay thì trên các ngã đường của thành phố Nha Trang
nơi nào cũng nhộn nhịp bà con rộn ràng sắc xuân và chăm hoa khoe sắc thắm với những bông mà thường thường bà con thích mua nhất, đó là bông cúc rồi bông vàng thọ. Đó là hai loại hoa mà bà con mua thông dụng nhất. Còn đắt tiền hơn thì có hoa mai, hoa đào hoặc là những cái cây bonsai đó quý vị. Cây tắc cũng là một cái loại cây mà bà con cũng mua rất là nhiều. Những cái nơi mà xóm nghèo, xóm làng chài hoặc là những nơi mà nhiều bà con thôn quê đó, hầu như hết là bán bông vàng thọ, bông màu gà. Đây là đoạn giữa đường 2 tháng 4, đường quốc lộ 1 Bắc ngày xưa, hướng cầu Sớm Bóng đi về phía cầu Hà Ra. Em sẽ đi về phía đường hẻm Phan Văn Vũ và xin phép được nói rõ thêm một chút về hẻm Phan Văn Vũ thưa quý vị. Ngày xưa, ngay chỗ đoạn này thì không có tên đường, có một ông võ sư, ổng thuê nhà ở trong cái con hẻm này để ổng dạy võ. Và ổng tên là Phan Văn Vũ, thời trước năm 1975. Rồi về lâu về dài, bà con hay đi vô hẻm này thì có ông Phan Văn Vũ là nổi tiếng nhất ở đây, cho nên bà con cứ gọi là cái chỗ hẻm Phan Văn Vũ. Và lâu dần thì hình thành ra một cái tên ở nơi đây. Ngày xưa đặt tên đường cũng mang rất nhiều ý nghĩa thưa quý vị. Kiến thiết, định cư hay là độc lập, rồi hoàng tử cảnh, nhiều cái con đường khác đều mang một cái ý nghĩa và một cái sự kiện của một cái năm đó. Nhất là chỗ định cư và kiến thiết đó quý vị. Khi những bà con di cư từ năm 54 để mà về đến khu vực Nha Trang thì cô Năm, cô Sáu cũng là những người con đến từ vùng đất Quảng. Sau khi cuộc di dân vĩ đại năm 54 về đến các tỉnh ở phía Nam thì cô cũng đã dừng chân, gia đình cô cũng đã dừng chân tại Nha Trang này và định cư ở xóm Cùng Cỏ đó quý vị. Em đã vô được cái hẻm Phan Văn Vũ và sẽ đi tìm gặp gia đình. Gia đình đây cũng rất là tội, không có thanh niên, chỉ có một mẹ già, một người anh bị tai biến và một người em gái bị khờ. Mẹ già thì bị bệnh nằm một chỗ cũng rất là lâu rồi. Hướng bên trong kia đó là có thể đi vào được cái chỗ bên xóm Đoàn Kết, xóm Hiền Nhi, vô xóm Cùng Cỏ luôn đó quý vị. Em sẽ vào tặng quà đến gia đình. Hình như cũng có một người mới chở quà đến, chắc là gia đình không có đi nhận được và có người nhận giùm. Tết nhất là rất nhiều bà con mình phát tâm để bà con ăn Tết. Ô, chào anh. Nay được nhận thêm phần quà ha. Đây ở đâu đó? Bên bóng người ta cũng phát quà ha. Ở dưới đây, ở gần đây. Ở bên xóm cây bàn đó hả? Giống bên xóm bên này nè. Dạ rồi, để cái này để đâu để em đem vô giùm cho. Để ngay chỗ cửa đó tí đem đi. Để ngay cửa ha. Cửa bên trái. Cửa bên trái này, để em đem vô cho. Đây kính thưa quý vị, nhà cửa ở đây thì có ba cái giường để ngoài đây là ba người nằm đó. Chắc cái chỗ đây là của cái chị kia đó ha. Đây là bà ngoại rồi, bà ngoại nằm mấy năm rồi. Rồi để thùng mì em đem cho luôn nha. Dạ rồi. Mấy nay sức khỏe ổn không anh? Cứ vậy hoài thôi ha. Mùa hè thì nó đỡ mà qua cái mùa lạnh là nó nhức. Rồi chị, bà chị đâu rồi? Đi lụm dây chai rồi. Đi lụm dây chai rồi, giờ này chắc đi đâu đó xuống chợ Đầm luôn đó ha. Quần đó đi từ đây xuống chợ rồi đi tới chiều 3-4 giờ. Có đẩy theo cái xe nữa đúng không? Đó. Không biết đẩy lên cầu Hà Ra nổi không? Nó đi rồi nó về cũng chẳng hiểu được. Hiểu hả? Rồi cho em ngồi đây với anh chút nha, anh cứ ngồi yên đó. Đây ghế đây. Rồi.
bây giờ như thế này nè, bữa giờ tình hình sức khỏe của mình thì bà ngoại sao nè? Bạn cũng nằm ở té rồi, bữa giờ nằm nửa tháng này cũng nằm bị té nữa hả? Rồi thường thường anh bị gì, chị bị gì, ngoại bị gì thì ai chăm sóc lẫn nhau? Thì anh còn được tay chân thì giúp được cái gì, làm được cái gì thì làm cho bé cái đó thôi mà. Nhất là ngoại nằm chỗ này, cái chuyện mà vệ sinh cá nhân thì anh lo luôn hả? Anh luôn. Wow, cái để cái bồ đó, bá tiểu đó anh đi dọn đi dẹp thôi. Kính thưa quý vị, anh bị tai biến cả hai tay luôn ha, hay một? Một, mình... À, bị bên trái, anh bị tai biến nhưng mà vẫn lo được cho mẹ. Thật sự là rất là khâm phục anh. Còn em gái là cái chị đó đó thì... Nó đi lụm cái chai. Chị đó tự lo được cho mình không? Nó đi vệ sinh này nọ cá nhân thì được. À... Rồi bây giờ em thưa chuyện với anh. Có mấy cô ở bên Mỹ đó và bên New Zealand cũng mong muốn là, tại em có quay gia đình của mình nhiều lần á, thì mấy cô bên đó cũng biết. Ở đây là có cô 5, cô 6, hai cô này ở Mỹ, một cô nữa là cô 8 ở bên New Zealand, có gửi về giúp gia đình mình là 2 triệu đồng. Dạ, còn 1 triệu đồng thì giúp đến gia đình khác nữa. Cho nên bây giờ ha. Dạ rồi, 4 tờ. Em xin phép được thay mặt mấy cô, là có cô 5, cô 6 và cô 8 ở bên xóm Cùng Cỏ ngày xưa đó. Ở bên xóm Cùng Cỏ. Phía dưới là phía dưới. Đúng rồi. Nhà hiện Cúc Hiền Nhi hả? À, không, ở hẻm Đoàn Kết đi vô. Đi vô sâu không? Xóm Cùng Cỏ gần chỗ Cồn Cháy bây giờ. À, dưới chỗ nhà bà chuột nó xuống, à dưới trên chỗ nhà cháy trên chút. Dạ dạ. À, biết đó, rồi mấy cô đó coi nhiều clip thì thấy gia đình mình tội quá. Rồi họ đồng cảm, họ tặng quà mình để mình ăn Tết. Dạ. Thôi, thay mặt cái em cảm ơn các cô, cảm ơn em nhiều. Dạ không có gì đâu ha, giúp được gì em giúp. Tiếc là không có quay được hình chị ha. Giờ này chưa nắng rồi, 12 giờ mấy rồi. Tới 4 5 giờ nó mới về. Wow, 4 5 giờ mới về là. Tại nó đi rồi nó vô bệnh viện rồi nó chơi nó lụm đi chai quá nữa. À còn đi chơi được ha. Không phải đi ấy, đi vô trong đó lụm cái giấy mà bị thuốc người ta bỏ. Thâu cái vỏ nó về, vỏ thuốc á. Bị vậy ra đường cái ai ăn hiếp không? Không. Người ta thương hơn. Người ta thấy tội ta cho. Dạ. Giúp nó chứ không ăn hiếp nó là không ăn hiếp được. Sợ người ta giành giấy gì với mình. Không, cái đó thì không có. Không có ha, gì cũng mừng. Hồi trước thấy chị hay bán thuốc lá rồi đó nữa, giờ còn bán không? Giờ đi nó thấy đi lượm đi chai bán có tiền á. À. Bỏ tủ nhà đi lượm cái đó không à? Không bán thuốc, không bán thuốc lá nữa. Không bán thuốc nữa. Dạ, rồi cố gắng giữ sức khỏe ngang. Rồi thay mặt các ba cô chúc gia đình mình nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc, ăn Tết vui vẻ. Rồi cảm ơn em. Dạ, cố gắng. Rồi chào anh nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Tiếp theo thì em sẽ trở về khu trung tâm thành phố Nha Trang. Ở đây là đường Trần Nhật Duật thưa quý vị. Ngày xưa là đường Phước Hải nối dài, và phía trước mắt quý vị đang nhìn thấy đó là cái ngôi trường Phước Hải của ngày xưa. Có một cái cây xà cừ rất là bự ở phía trước. Đường Phước Hải nối dài và bà con vẫn quen gọi rồi thưa quý vị. Đến năm 1969 thì bắt đầu mới đổi tên thành đường Trần Nhật Duật. Và đến năm 71 hay 72 gì đó quý vị, thì những cái con đường mang tên số dọc theo cái con đường Phước Hải nối dài cũng bắt đầu đã đổi tên thành đường Cửu Long, đường Hồng Lĩnh, đường Nhị Hà, đường Lam Sơn, và bên kia đó là đường số 5, đường Văn Đồn. Ở đây những ngày Tết đến xuân về thì những cái hàng quán vẫn luôn luôn đông khách. Những người sinh sống từ thời trước năm 75 hoặc là những người trung niên hiện nay cũng rất là thích sum họp gia đình về những khu vực anh chị em mà có nhà cửa cũng như là nhà từ đường để ăn tất niên. Còn một số bạn trẻ thì thường thường chọn những hàng quán để liên hoan ở bên ngoài. Và cho nên hiện nay Nha Trang cũng rất nhiều hàng quán mà họ trang trí setup theo cái kiểu phục vụ cho giới trẻ đó quý vị. Và em sẽ dọc theo cái con đường này để đến với lại đường Hồng Lĩnh là đường số 2 của ngày xưa. Rồi đi theo cái con đường này ra đến khu vực ngay ngã tư giữa đường Lữ Gia, bây giờ là đường Lê Hồng Phong. Rồi tiếp tục đi qua đường Phong Châu để gặp gỡ cái gia đình có người cô mà đi lượm nhôm nhựa.
cô thậm chí là đi không nổi đâu thưa quý vị, đi rất là khòm lưng, đau lưng rất là nặng. Có nuôi một mẹ già cũng nằm một chỗ rất là lâu rồi. Lúc trước có nuôi một người em, nhưng mà người em này vừa mới đây cũng đã qua đời, và vẫn còn cái bàn hương linh ở trong nhà. Cô Năm, cô Sáu và cô Tám gửi đến gia đình của cái người cô này lượm ve chai 1 triệu đồng để gia đình có thể vui xuân đón Tết. Rất là cảm ơn các cô khi từ Mỹ về thăm quê hương, thăm Nha Trang và thăm lại những chốn xưa. Các cô thì cũng đã về hưu rồi thưa quý vị, cho nên cũng vẫn muốn dành một chút gì đó yêu thương từ cái tiền hưu của mình để dành tặng đến bà con nơi quê nhà. Điều này hết sức là đáng quý. Một lần nữa xin cảm ơn các cô rất là nhiều. Cảm ơn vì những cái tấm lòng bao dung quảng đại của các cô khi nhớ về quê hương, nghĩ về những bà con khó khăn ở quê nhà. Trước mắt quý vị đang nhìn thấy một cái ngôi trường ở ngay cái vị trí này. Đây là trường tiểu học Phước Hải 1, và ngày xưa đó là trường Phước Xuân đó quý vị. Ngày xưa là trường Phước Xuân, và chắc hẳn nhiều cô chú anh chị ở nơi đây cũng sẽ biết đến cái ngôi trường này. Và đặc biệt là khu vực đây đó quý vị, có một cái con đường mang tên là đường Tĩnh Tâm. Đường Tĩnh Tâm của ngày xưa bây giờ đó là đường Phùng Khắc Khoan. Ở nhà của cái cô này thì đối diện qua đó là cái chỗ thánh thất cao đài, mà cái dòng nhỏ thôi, chân lý của bà con bên theo đạo cao đài. Đi vô ngõ này là đến với lại nhà của cô, và bây giờ em sẽ đi vào bên trong xem sao ạ. Ồ, cô là cô bán gì đó đúng không? Dạ. Ông đã nói rồi, đỡ nói vô đào sẽ bị cắt chân á. Dạ, nhưng mà con không có ấy. Ý tôi là nếu có một đại phu có thể chữa khỏi bệnh cho chúng tôi. Ông có chờ ông ấy sau khi. Dạ, còn cô đâu rồi? Rồi, cô về cha đâu rồi? Về cha rồi. Chạy đi kêu là cháu. Cô đi lượm rồi hả? Dạ. Tôi có thể hiểu ý của cô. Hiện tại thấy cô đang ở đâu không? Dưới dốc bán về trà, dưới vừa qua cổ cầu bán bên này. Là đi qua cầu luôn hả? Giờ không, bán qua cầu. Con nhìn giờ mình lên rồi ngay chỗ bán bên bán phải. Dạ rồi, để anh chạy qua đang tìm cô ha. Giúp đỡ cho ông xã, ông bà, ông chấp cho ông có tiền. Dạ, dạ. Từ bữa ông nó nói đỡ no, nói đừng đá. Dạ con cũng chịu thôi, cầm máy giùm con sao? Con vô thắp cho chú nãy nhang. Sau khi tới đại danh phủ, chỉ cần vào đó mỗi đã chấp đỡ cho người nghèo ấy. Báo được xin gạo gì đó, nó cùng dòng ăn là xin cháo nè. Nếu đã như vậy, cũng bị lụm lụm với chai nữa, cũng bị lụm với chai rồi rồi bây giờ món xin cháo gì chậm. Đây là khổ mà nè. Ừ. Khổ mà. Chuyện này hiện nó như vậy đó. Đúng là chị Đại Hiệp có cách mà, nhưng Quỳnh cũng không tệ. Chủ ý nhờ ông ấy giúp đỡ Quỳnh nghĩ ra. Nhưng mà ông ấy còn kêu tôi nói với cô. Chắc cô đừng biết cho cô đi, là có điều kiện đó. Để dùng thổ này, không dùng thổ này cũng được. Ông ấy còn nói, đặt chi, chỉ nói là đang chờ cô, biết cái gì à? Đang chờ cô ở sẵn. Ừ, được, chúng ta đi. Nè, phải đường bán dưới á. Ở đường buôn đường, đường đi gì á. Chắc khi mong Quỳnh không muốn biết, cha tôi ra điều kiện gì sao? Hai biết rồi, ba bốn bảy đó. Ừ, thôi được. Ồ, bên đó qua hả? Hai chưa qua. Đó chính là điều kiện của cha. Không sai. Nếu như con không đồng ý. Em bên đó qua. Hên quá gặp cô đây. Mua cơm hả cô hay vậy? Cất tiền đây con mua nha. Mua mấy hộp cơm? Hai hộp cơm ha. Rồi cất tiền đây con mua nha, cô đứng đây. Rồi hôm nay con nói chuyện với cô nè. Có cô Năm, cô Sáu với cô Tám, mấy cô ở bên nước ngoài á. Có một phần quà dành tặng đến gia đình của cô. Ở đây là 1 triệu đồng. Cô mở ra đi, cô mở ra cô đếm thử đi. Con cảm ơn mạnh là quân cô Năm cô Sáu gì vậy? Dạ. Ngồi trong gia đình còn cảnh khó khăn. Chúc năm mới
mạnh khỏe. Dạ được rồi, không sao đâu. Dạ dạ, cố gắng giữ sức khỏe nha. À, bây giờ nghe nói mới bán được dây chai đó, đúng không? Bán được nhiêu tiền hả? 50 à. 50 ngàn. Đi qua 2 ngày á. 2 ngày vừa bán được 50 ngàn. Tại đi chút rồi cho đâu căn ngày đâu. Dạ. Ở nhà coi mày già đâu, nó tiền em cha nó mất hết rồi, bây giờ còn mày già thôi. Đi đâu có đi được đâu. Rồi xe cộ là bữa giờ ổn không cô? Đó, mới giá vé, bữa tiền giá xe mua lớp đâu á. À mới mua lớp sau ha. Đây xe đạp để dắt thôi chứ đâu có đạp được. Đạp ai dắt rồi á, chứ còn đi đạp đâu á. Đau lưng. Thôi cố gắng nha. Dạ. À, hộp cơm này là mua bao nhiêu tiền? Mua hộp 20 á. Là 2 hộp 40 ngàn hả? Rồi con gửi cô 50 ngàn luôn nè, lấy tiền mua cơm ăn nha. Dạ đây con gửi cô 50 ngàn. Con em đây mang khỏe là thấy hoàn cảnh. Dạ. Rồi chúc cô với bà ngoại nhiều sức khỏe nha. Ăn Tết vui vẻ. Dạ chào cô nghe. Rồi thay mặt cô Năm, cô Sáu, cô Tám chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe, bình an, ăn Tết vui vẻ. Dạ rồi. Chào cô. Dạ kính thưa quý vị, em đã thay mặt được cô Năm, cô Sáu và cô Tám gửi hai phần quà yêu thương đến với hai gia đình để gia đình có thể ăn Tết một cách tươm tất và vui vẻ. Hôm nay em giúp đỡ đến một gia đình ở bên hẻm Phan Văn Vũ và một gia đình ở bên đường Phong Châu. Đây là góc mũi tàu Phong Châu và Lê Hồng Phong thưa quý vị. Một chút chia sẻ đầy yêu thương trong ngày hôm nay. Cảm ơn những người cô xuất thân từ cồn cỏ. Mấy cô thì ở Quảng Ngãi, sau đó mới đi theo ba mẹ về với Nha Trang, rồi định cư tại Nha Trang rất là lâu rồi và có cơ duyên đi Mỹ. Chúc mấy cô luôn luôn được mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Chúc tất cả quý vị khán giả gặp nhiều may mắn, tràn đầy sức khỏe. Đến đây thì cho phép em được nói lời kết thúc video này. Hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Chào tạm biệt ạ. Trân trọng.